chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia, chiều hôm qua ngày 8 tháng 3 tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp hàng đầu của Australia trong các lĩnh vực đầu tư tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất phân phối lương thực, đang mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng hoan nghênh và khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam, luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các nhà đầu tư. Tiếp lãnh đạo công ty Corio thuộc tập đoàn Macquarie, tập đoàn tài chính đa ngành đa quốc gia đang mong muốn đầu tư phát triển năng lượng điện gió ngoài khơi Việt Nam, Thủ tướng đề nghị công ty phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành đối tác liên quan phía Việt Nam triển khai các bước để dự án sớm trở thành hiện thực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng đặc biệt lưu ý các bên cần nghiên cứu kỹ các khía cạnh về tính khả thi của dự án, nhất là về giá thành sản xuất và thị trường tiêu thụ điện. Đề nghị Corio chuyển giao công nghệ điện gió cho Việt Nam, hợp tác với các doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực của Việt Nam để giảm giá thành sản xuất. Tiếp ông Ian Jeffrey Gandel, Chủ tịch tập đoàn ASM, tập đoàn mới nổi của Australia trong lĩnh vực khai khoáng, đang muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư khai thác khoáng sản tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam có trữ lượng và chủng loại khoáng sản tương đối lớn và đang xây dựng quy hoạch, lựa chọn các đối tác để đầu tư, phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản. Thủ tướng đề nghị các tập đoàn nghiên cứu xây dựng các dự án khai thác, chế biến sâu khoáng sản tại Việt Nam mang tính khả thi, hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, đồng thời chuyển giao công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản cho Việt Nam, hỗ trợ, tham vấn và cùng Việt Nam tham gia phát triển chuỗi cung khoáng sản kim loại toàn cầu. Cũng trên tinh thần phải khai thác, chế biến sâu và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Trong cuộc tiếp, ông Oliver Klinghampel, Chủ tịch tập đoàn EQ Resources, tập đoàn hàng đầu Australia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối tungsten. Thủ tướng yêu cầu tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác liên quan, triển khai theo đúng quy định, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Sunrise, tập đoàn sản xuất phân phối gạo lớn nhất Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh, sản xuất sạch, nhất là trong ngành nông nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn tiếp tục hỗ trợ nông dân Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp, tìm kiếm đối tác Việt Nam để nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất, hỗ trợ và cùng Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tư vấn và tham gia cùng Việt Nam triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng ngày, Thủ tướng đã tham quan mô hình dự án Hydrogen tại Australia của tập đoàn SK Hàn Quốc, đang mong muốn đầu tư dự án khai thác khí LNG và sản xuất Hydrogen tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao kế hoạch đầu tư của SK phù hợp với chủ trương của Việt Nam. Việt Nam có lợi thế và có kinh nghiệm trong công nghiệp khai thác khí, dầu khí và có trữ lượng khí lớn. Việt Nam ưu tiên các dự án khai thác khí LNG phục vụ cho sản xuất điện, sau đó sẽ phục vụ sản xuất hydrogen. Hiện cũng có nhiều tập đoàn muốn hợp tác, đầu tư và Việt Nam sẽ lựa chọn, tôn trọng cơ chế thị trường, quy luật cạnh tranh. Kết nối các hệ thống phân phối hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa nhằm định hướng chuỗi cung ứng phát triển lành mạnh, an toàn và có trách nhiệm là nội dung trọng tâm của Hội nghị kết nối xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam do Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị. Mới chỉ hơn một năm bước vào lĩnh vực sản xuất thực phẩm, với đơn vị này, việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững cho hàng Việt là cơ hội lớn để đến gần hơn với người tiêu dùng nội địa. Khách hàng đến thường thì người ta hay đến những cái siêu thị, cho nên là sản phẩm chúng tôi mà nếu được bày bán trên các kệ thì sẽ tiếp cận khách hàng nhanh hơn và chúng tôi sẽ bán được cái số lượng nhiều hơn, và đồng thời là chúng tôi có thể chiết khấu cho khách hàng cũng nhanh hơn. Đây là một cơ hội để mà giao lưu, kết nối với tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc, để làm sao cho người tiêu dùng có những cái sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, và muốn cho tất cả doanh nghiệp của chúng ta cùng nhau phát triển. Trong khuôn khổ hội nghị, lần đầu tiên 6 hệ thống phân phối hàng đầu gồm Sài Gòn Co-op, Satra, Eon, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh ký thỏa thuận triển khai chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa.
6 nhà phân phối này sẽ đưa ra các nguyên tắc quan trọng để chung tay bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn sản phẩm không an toàn được đưa vào các hệ thống phân phối. Thưa quý vị, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trên cơ sở hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa sẽ giúp thị trường Việt tăng sức đề kháng với hàng gian, hàng giả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong việc đến gần hơn với người tiêu dùng nội địa. Nhưng đây cũng đồng thời là thách thức với các doanh nghiệp sản xuất trong việc phải luôn duy trì và nâng cao chất lượng hàng hóa để không bị loại khỏi cuộc chơi. Chúng tôi mong đợi điều này từ lâu, vì lâu nay các nhà bán lẻ chưa có một cái kênh nào có thể thông báo đến cái trường hợp là hàng của một nhà cung cấp lên quầy kệ mà bị lỗi một cái sản phẩm gì đó, mà chúng tôi rất là muốn thông tin đến nhau là để mà có kịp thời phản ứng nhanh để phục vụ cho người tiêu dùng một cách tốt nhất. Mình chưa có một cái sự liên thông, cho nên là họ có thể từ sản phẩm đó có thể bị từ chối ở siêu thị A nhưng lại được đưa qua một cái siêu thị B chẳng hạn. Chính vì vậy chúng tôi cũng muốn xây dựng một cái hệ thống kết nối giữa các nhà phân phối với nhau. Nếu như anh cung cấp hàng cho chúng tôi mà không đảm bảo yêu cầu thì anh sẽ bị từ chối ở các cái siêu thị khác. Như vậy cái trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà cung cấp đó là anh phải trung thực, anh phải minh bạch, anh phải công khai và đảm bảo được cái chất lượng. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể trong việc vận động người dân quan tâm sử dụng hàng Việt, đồng thời tin tưởng chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa sẽ đạt được mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng hàng Việt Nam thực sự bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt trên thị trường trong và ngoài nước. Những nỗ lực của cả hệ thống chính quyền quận 10 và quận Tân Phú đã giúp cho địa phương vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn. Kết quả này đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu ghi nhận và đánh giá cao trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn quận 10 và quận Tân Phú diễn ra vào sáng ngày hôm qua. Trong năm qua, quận 10 đã thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.670 tỷ đồng và tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 93%. Công tác giảm nghèo của quận đạt kết quả tốt, không còn hộ nghèo trên địa bàn. Công tác mỹ quan đô thị được nhiều người dân ủng hộ, an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Đánh giá đây là những kết quả đặc biệt nổi bật trong năm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị quận 10 cần đánh giá lại việc thu hút khách du lịch trên địa bàn, vốn là thế mạnh của địa phương trong nhiều năm trước đây, đồng thời giao cụ thể công việc cho các đơn vị sở ngành phối hợp với quận 10 để rà soát giải quyết vấn đề tồn động tại các công trình dự án còn vướng mắc trên địa bàn. Làm việc với quận Tân Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Minh Châu đánh giá cao việc thu ngân sách nhà nước của địa phương đạt gần 2.600 tỷ đồng, đạt 114,5% chỉ tiêu, hoàn thành 20 trên 24 các chỉ tiêu về mọi mặt. Trong đó, công tác đối thoại doanh nghiệp của quận Tân Phú luôn duy trì thường xuyên, kịp thời, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị và thực hiện chủ đề 5 của thành phố. Quận Tân Phú cũng nêu cao quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thành phố giao trong năm 2024 và cho biết sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại, quản lý sử dụng hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường và tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị, sáng nay lễ hội Việt Nhật lần thứ 9 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức khai mạc với chủ đề cùng nắm chặt tay nhau từ giờ về sau. Lễ hội sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 3 tại khu B, công viên 23 tháng 9, bao gồm nhiều hoạt động giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch, quảng bá sản phẩm Việt Nam Nhật Bản và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản đa dạng phong phú. Nằm trong khuôn khổ lễ hội, ngày hôm qua, cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản JNTO đã tổ chức hội thảo du lịch Nhật Bản và kết nối kinh doanh năm 2024, thu hút sự tham gia của hơn 50 công ty du lịch đến từ các quốc gia. Năm 2023, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt hơn 573.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay, tập trung vào mùa hoa anh đào tháng 4, mùa lá đỏ và mùa hè. Năm 2023, nhờ cú hích của cột mốc đáng nhớ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam mà đã đạt 115% lượng khách Việt đến Nhật so với năm 2019. Năm 2024, chúng tôi đặt mục tiêu bằng mọi cách gia tăng số lượng khách Việt Nam sang Nhật, đồng thời tập trung vào chủ đề mới là cung cấp sản phẩm du lịch có giá trị tăng cao. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thị trường khách du lịch Nhật Bản luôn được đánh giá cao và luôn được xác định là thị trường khách trọng điểm đối với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.
tổng lượng khách từ xứ sở mặt trời mọc đến với thành phố đạt hơn 604.000 lượt vào năm 2019, 241.000 lượt vào năm 2023, luôn nằm trong top 6 các thị trường khách quốc tế hàng đầu đến với thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường tổ chức, tham gia các sự kiện lễ hội, giao lưu văn hóa và các chương trình xúc tiến du lịch nhằm thúc đẩy sự gắn kết và hợp tác giữa hai bên. Các sự kiện như lễ hội Việt Nhật, lễ hội Việt Nam tại tỉnh Aichi và hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITEHCMC sẽ tiếp tục là điểm nhấn trong các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Nhật Bản. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 7 tháng 3, giới chức Cuba cho biết đang tiến hành điều tra cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế và kế hoạch Alejandro Hin với cáo buộc tham nhũng. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết ông Hin đã phạm phải những sai sót nghiêm trọng trong quá trình thực thi chức trách của mình và Bộ Nội vụ đang điều tra làm rõ những sai phạm này. Ông Hin từng nắm giữ trọng trách đi đầu trong cuộc cải cách tiền tệ ở Cuba năm 2021. Theo đề nghị của Văn phòng Tổng trưởng lý Cuba, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Hội đồng Nhà nước đã chấp thuận để các cơ quan của Bộ Nội vụ xác minh mức độ vi phạm của ông Alejandro Hin. Bản thân vị chính khách này cũng đã thừa nhận ngay từ đầu những cáo buộc nghiêm trọng và từ bỏ các chức vụ đang nắm giữ. Truyền thông Cuba nhấn mạnh Đảng và chính phủ nước này chưa và không bao giờ khoan nhượng trước nạn tham nhũng, đồng thời kiên quyết chống lại những biểu hiện suy đồi này để giữ vững niềm tin của nhân dân. Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng, một trong những cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã kết thúc trong ngày 8 tháng 3 với màn diễn tập bắn đạn thật của các lực lượng Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận bắn đạn thật kết hợp CANFAX có sự tham gia của 137 binh sĩ của ba nước Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc cùng các khí tài quân sự hiện đại như pháo binh, máy bay chiến đấu F-16 và xe thiết giáp BTR. Các binh sĩ đã thực hiện các nội dung diễn tập, bao gồm các cuộc tấn công bằng đạn pháo, không kích và các cuộc đổ bộ. Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2024 diễn ra từ ngày 27 tháng 2, bắt đầu tại vùng ven biển miền Đông Thái Lan, có sự tham gia của hơn 9.500 binh sĩ từ 30 quốc gia. Mục đích nhằm tăng cường khả năng tương tác, củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia tham gia, cũng như ứng phó với các mối đe dọa an ninh và thảm họa quốc gia. Vùng Donetsk do Nga sáp nhập sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Trong ngày 8 tháng 3, thì giới chức Nga đã vận chuyển các lá phiếu đến thành phố Donetsk, miền đông Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử địa phương Daria Yushchenko cho biết việc bỏ phiếu tại Donetsk sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 3. Trước đó, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga thông báo cuộc bầu cử Tổng thống của nước này sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, bao gồm cả 4 vùng mà Nga sáp nhập của Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Ukraine khẳng định bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào của Nga diễn ra ở 4 vùng này sẽ không có giá trị. Việc Nga tổ chức bầu cử tại những nơi mà nước này cho là lãnh thổ mới mang ý nghĩa chính trị lớn đối với Moscow. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra thách thức về mặt logistics và an ninh vì binh lính Nga chỉ kiểm soát một phần diện tích ở Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Những khu vực mà Nga kiểm soát đều được áp đặt thiết quân luật. Đêm nay là đêm diễn cuối cùng trong chuỗi The Eras Tour tại Singapore của Taylor Swift. Tour lưu diễn của nữ ca sĩ đình đám không chỉ làm nức lòng người hâm mộ khắp thế giới, mà còn được là cho là mang đến tác động tích cực cho nền kinh tế của quốc gia mà tour diễn dừng chân. Đây sẽ là chủ đề của chuyên mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị, The Eras Tour tại Singapore là lần trở lại đảo quốc sư tử đầu tiên của Taylor Swift hơn 9 năm kể từ chuyến lưu diễn The 1989 World Tour của cô. Singapore cũng là điểm dừng chân duy nhất trong tour diễn tại Đông Nam Á. Fan hâm mộ từ khắp thế giới, đặc biệt là trong khu vực, đã cùng đổ về quốc đảo trong không khí rộn ràng háo hức. Charlene Suizo, 30 tuổi, người Philippines, cùng 17 người bạn của mình đã có mặt tại Singapore chỉ vì một lý do duy nhất, Taylor Swift. Một mình cô đã chi ít nhất 6.000 đô la Mỹ cho vé máy bay, vé xem ca nhạc và chỗ lưu trú tại đảo quốc sư tử. Đây là một con số đáng kể, biết rằng thu nhập trung bình hàng năm của cả một hộ gia đình Philippines rơi vào khoảng hơn 5.480 đô la Mỹ. Thực tiếc khi Philippines không nằm trong số điểm dừng chân của Taylor, dù chị ấy có rất nhiều fan tại Philippines.
Tôi đang cực kỳ hạnh phúc và phấn khích được xem Taylor biểu diễn, choáng ngợp với tất cả các địa điểm tuyệt vời cùng với những Swiftie khác đang ở đây với chúng tôi. Đây là số tiền lớn nhất mà tôi từng chi cho một buổi biểu diễn. Hàng triệu người đã phải tham gia vào một cuộc tranh giành để có được vé đi xem buổi diễn khi bắt đầu mở bán vào năm ngoái. Hệ quả, các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào những fan tuyệt vọng không mua được vé đã gia tăng. Cảnh sát Singapore thậm chí còn phải đăng tải một video cảnh báo lên mạng xã hội, yêu cầu người dân cảnh giác khi trao đổi vé xem show Taylor Swift trên mạng. Con số thống kê sơ bộ đã cho thấy có hơn 300 người trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Số tiền thiệt hại lên đến con số tương đương hơn 5 tỷ đồng. Trước đó, để đảm bảo rằng Singapore là nơi duy nhất diễn ra The Eras Tour trong khu vực Đông Nam Á, các quan chức Singapore đã đích thân đến Mỹ để thương lượng và đưa ra mức tài trợ cho 6 đêm diễn của Taylor Swift. Đi kèm với đó là việc hỗ trợ về địa điểm, nhân lực tổ chức show để đổi lấy việc Taylor độc quyền tổ chức ở Singapore thay vì Thái Lan hay Philippines. Tuy nhiên, những động thái dàn xếp lại gây tranh cãi với các nước láng giềng. Thủ tướng Singapore đã phải lên tiếng xoa dịu. Trước đó, thông tin về việc Taylor Swift đến Singapore biểu diễn đã làm phiền lòng cả người hâm mộ lẫn chính phủ một số nước láng giềng. Du lịch đến Singapore rất tốn kém đối với nhiều người trong khu vực do tỷ giá hối đoái cao, chưa kể đến các gói khách sạn sang trọng. Tại một diễn đàn kinh doanh vào tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Singapore đã chi gần 3 triệu đô la Mỹ cho mỗi buổi diễn để ký thỏa thuận độc quyền với Taylor. Còn Bộ trưởng Du lịch Indonesia nói với Bloomberg rằng nước này cũng cần Taylor Swift cho du lịch và đang xem xét nhiều ưu đãi hơn cho các sự kiện lớn. Một nghị sĩ Philippines thậm chí cho rằng việc tài trợ cho sự xuất hiện của Swift tại Singapore gây bất lợi cho các quốc gia láng giềng, vốn không thể thu hút khán giả nước ngoài đến xem buổi hòa nhạc. Chính quyền Singapore cho biết cơ quan du lịch của họ đã giải ngân một khoản tài trợ để hỗ trợ sự kiện, nhưng từ chối bình luận về chi tiết cụ thể của thỏa thuận với lý do bí mật kinh doanh. Họ cũng tuyên bố số tiền tài trợ không như những gì được suy đoán trên mạng. Hôm 5 tháng 3 phát biểu tại Melbourne, trước thềm hội nghị ASEAN-Australia, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long lên tiếng xoa dịu về những động thái dàn xếp của nước này cho show diễn Taylor Swift. Chúng tôi đã đàm phán với cô ấy để cô ấy đến biểu diễn tại Singapore và để cho Singapore trở thành nơi duy nhất mà cô ấy đến biểu diễn tại Đông Nam Á. Có một số biện pháp ưu đãi mà chúng tôi cung cấp cho cô ấy, lấy từ quỹ phát triển du lịch. Đó là ngân quỹ để vực dậy du lịch sau COVID. Chúng tôi đã đạt một thỏa thuận và dàn xếp rất thành công. Ông Lý còn cho rằng động thái của Singapore có lợi cho Đông Nam Á. Tôi không xem đó là động thái không thân thiện. Đôi khi nước này đạt một thỏa thuận, đôi khi nước khác đạt thỏa thuận. Nếu chúng tôi không làm những động thái dàn xếp đó, thì liệu cô ấy có đến biểu diễn ở Đông Nam Á không? Có thể có mà cũng có thể không. Ý tôi là đó là những điều mà cô ấy quyết định. The Eras Tour diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 và từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 tại Sân vận động quốc gia Singapore. Các đêm diễn thu hút hơn 300.000 fan hâm mộ từ toàn Đông Nam Á, trong đó có rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam. Chuyến lưu diễn được dự báo mang lại nguồn lợi lớn cho đảo quốc. Bất cứ nơi nào chuyến lưu diễn của Taylor Swift được tổ chức, các chi tiêu liên quan đều tăng theo, bao gồm từ vé máy bay và chỗ ở đến ăn uống cũng như các lĩnh vực bán lẻ khác. Hiệu ứng lên nền kinh tế tích cực đến mức được gọi là Swiftonomics hay nền kinh tế Taylor Swift. Tại Singapore, nhu cầu lưu trú trong thời gian diễn ra hòa nhạc đã tăng lên. Nhiều khách sạn hết phòng khiến nhiều fan gặp khó khăn trong việc tìm một khách sạn giá cả phải chăng. Họ phải chi ra nhiều hơn để có chỗ ở so với thông thường. Các hãng hàng không Singapore Airlines và Malaysia Airlines cho biết nhu cầu đối với các chuyến bay đến Singapore đã tăng lên, nhưng không thể nói liệu có phải chỉ thuần túy do hiệu ứng Swift hay không. Theo hãng tin CNA, nhu cầu về lưu trú và di chuyển đường hàng không đã tăng đến 30% vào những ngày cận kề buổi diễn. Ngoài vé xem show dao động từ hàng triệu đến hàng chục triệu đồng, nhiều Swiftie còn mong muốn có được những món hàng lưu niệm độc quyền trong chuyến lưu diễn. Không chỉ xem show rồi về, nhiều người trong cộng đồng fan còn dành thêm thời gian du lịch. Tất cả đều mang lại nguồn thu lớn cho Singapore. Nhà kinh tế Chua Hak Bin của Maybank ước tính rằng 70% trong số 300.000 khán giả đến xem hòa nhạc sẽ đến từ nước ngoài, chi tiêu từ 350 đến 500 triệu đô la Singapore cho khách sạn, ẩm thực và giải trí. Những lợi ích kinh tế dự kiến vượt xa quy mô khoản tài trợ của Singapore cho show diễn. Eras Tour không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn trở thành một hiện tượng văn hóa.
Trên trang tin Business Insider, Bộ trưởng Văn hóa Singapore Edwin Tong nói rằng thành phố đang xem xét từ góc độ xây dựng Singapore thành một trung tâm văn hóa có giá trị chiến lược mạnh mẽ. Ông Tong cũng lưu ý rằng ngoài lợi ích kinh tế và du lịch, việc có thể đón tiếp các nghệ sĩ hạng A như Taylor Swift sẽ giúp định vị Singapore là một trung tâm văn hóa ở Đông Nam Á, nơi có khả năng tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, thay vì chỉ là nơi để kinh doanh và tổ chức các sự kiện thương mại. Không chỉ khán giả được thỏa niềm mong ước cháy cùng thần tượng, thì Eras Tour cũng tác động không nhỏ đến nhiều mặt đời sống và nhất là về mặt doanh thu, đạt kỷ lục hơn 1 tỷ đô la và được ước tính có thể vượt 2 tỷ khi kết thúc vào cuối năm nay. Kinh nghiệm từ show diễn này tại Singapore đã mở ra nhiều góc nhìn mới về phát triển kinh tế, văn hóa và cạnh tranh toàn cầu trong thời đại mới. Nhìn ra thế giới kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Trở lại với các thông tin trong nước, thưa quý vị, thời gian qua các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh hết sức linh hoạt, ấn tượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị, qua đó thể hiện tình cảm, sự kính trọng của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thanh tra thành phố được tổ chức với các mô hình kiến trúc, tài liệu, tranh ảnh, tái hiện đầy đủ về hành trình, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm thiết thực đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Việc ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa góp phần tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra thành phố tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của người, cùng những cột mốc lịch sử trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Hôm qua, Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm nghệ thuật với chủ đề nhiệt. Đây cũng là triển lãm đánh dấu sự ra mắt của không gian nghệ thuật QS Art Space thuộc bảo tàng, mở ra một chương mới trong việc kết hợp và đồng hành với các họa sĩ trẻ và tài năng trên con đường thực hành sáng tác nghệ thuật lâu dài. Nhiệt là triển lãm nhóm đầu tiên được trưng bày tại không gian QS Art Space thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang với bốn họa sĩ đương đại của Việt Nam: Lân Lưu Biên, Huỳnh Thảo, Võ Thành Thân và Đặng Quang Tiến. Lấy cảm hứng từ nhiệt, triển lãm không chỉ nói về cái nắng nóng ngày hè đặc trưng của thành phố mà còn ngụ ý lan tỏa lòng hăng hái, tâm trạng đầy nhiệt huyết và sục sôi của năng lượng tuổi trẻ. Tại triển lãm có bốn họa sĩ có chung một chữ nhiệt, đó là lòng nhiệt huyết dành cho nghệ thuật và sức nóng trong gam màu. Cùng đam mê, nhưng mỗi người đều có một cá tính hội họa tách biệt, một chất nhiệt, niềm cảm hứng riêng được thể hiện mạnh mẽ qua lối cọ, chủ đề cho đến chất liệu sáng tác. Bốn họa sĩ này, Kim cũng có thể thấy được cái sự nhiệt huyết của trong cái ngành nghề. Và đồng thời, cùng lúc khi mà chia sẻ những cái tác phẩm đầy sự nhiệt huyết này, thì đối với cộng đồng người ta cũng phần nào cảm nhận được cái sự nhiệt huyết đó của mỗi thế hệ. Thì đây, QS Art Space là sẽ là một cái không gian để góp phần cho thành phố Hồ Chí Minh có một cái không gian mới để cho các họa sĩ cùng với cái cộng đồng để thưởng lãm những cái tác phẩm của những người nghệ sĩ trong Việt Nam. Triển lãm nghệ thuật nhiệt sẽ diễn ra đến ngày 24 tháng 3 năm 2024 tại QS Art Space, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hội nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật dành riêng cho các tác giả nữ với chủ đề Sắc màu thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là cuộc thi hưởng ứng cuộc vận động sáng tác của Ủy ban Nhân dân thành phố hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy chỉ phát động trong thời gian ngắn, nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của 71 tay máy nữ với 1.452 tác phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh qua ống kính các nhiếp ảnh nữ rất lung linh, đa dạng thể loại, từ đời thường đến cảnh quan đô thị thành phố, các lễ hội phong phú đầy màu sắc cho đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đa dạng, sôi nổi. Sau nhiều vòng chấm giải, ban giám khảo đã lựa chọn ra một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích. Được giải khuyến khích là tấm phong cảnh toàn bộ cái thành phố Thủ Đức hoàng hôn. Cái đây là cái thành phố trẻ, thành phố Thủ Đức mới phát triển chừng khoảng 2 năm nay. Mình thấy cái nhịp phát triển rất nhanh và cuộc sống của người dân được nâng cao hơn, đường xá hay là những công trình đều quy hoạch rất là đẹp. Chợ Bến Thành hiện nay là đã cải thiện lại
du khách tới rất là đông, thì mình đã chụp cái bức ảnh du khách đang lựa quà để mua. Thông qua tác phẩm này mình muốn gửi đến khán giả là cái thông điệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang càng ngày càng phát triển. Sau cơn đại dịch thì du khách nước ngoài đã dần trở lại Việt Nam. Cuộc thi sắc bầu dành cho phụ nữ của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lần này tác phẩm rất là phong phú, thể hiện cái góc nhìn của phụ nữ về thành phố ngày mà phát triển và tươi đẹp. Sự tham gia của 71 tay máy nữ với 1.452 tác phẩm, đó là một cái sự thành công ngoài mong đợi của cuộc thi. Cuộc thi đã thể hiện được rất là nhiều cái góc nhìn đa dạng về thành phố, muôn sắc màu, từ những góc phơi sáng thành phố đến những cái lễ hội, đến những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và những cái sinh hoạt đời thường của thành phố. Dịp này, Hội Nhiếp ảnh thành phố cũng đã khai mạc triển lãm ảnh sắc màu, hòa chung không khí chào mừng 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 trên khắp thế giới và mọi miền Tổ quốc. Triển lãm kéo dài đến ngày 15 tháng 3 tại Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu dự án truyện tranh Non-Stop Vina House của Jean Hozat thuộc chương trình nghệ sĩ lưu trú tại Villa Sài Gòn dành cho các nghệ sĩ quốc tịch Pháp hoặc đang sinh sống tại Pháp chuyên về sáng tác đương đại. Mục đích của chương trình là nhằm củng cố thúc đẩy đối thoại nghệ thuật giữa hai nước. Thưa quý vị, những cái món ăn của thành phố Hồ Chí Minh, những cái địa danh nổi tiếng quen thuộc của thành phố thì cũng sẽ xuất hiện trong cái cuốn truyện tranh của một tác giả người Pháp trong dự án Villa Sài Gòn. Truyện tranh có tên gọi là Non-Stop Vina House và đây là 10 trang đầu tiên của cuốn truyện tranh này và sẽ được hoàn thành trong thời gian sắp tới. Jean Hozat là một họa sĩ vẽ minh họa, nhà thiết kế đồ họa chuyển động và tác giả truyện tranh với các dự án Une Aventure và Looking for Flutman tại Zitrans Edition. Bên cạnh đó, anh còn sản xuất âm nhạc và chơi piano. Non-Stop Vina House là một dự án tranh truyện pha trộn giữa yếu tố hư cấu và phim tài liệu nhằm mục đích làm nổi bật Vina House, một phong cách âm nhạc phóng khoáng đặc trưng của Việt Nam từ những năm 90. Trong lần tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Sài Gòn, tôi nhận thấy đây chính là cơ hội để phát triển các dự án của mình bằng cách thâm nhập vào một nền văn hóa và xã hội mới, cảm nhận sự nở rộ của những thực hành văn hóa mới, sự thích ứng với không gian của giới trẻ Việt Nam, những biến chuyển không ngừng của thành phố năng động này, và rộng hơn là nền văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới thông qua âm nhạc và nghệ thuật. Thì cái câu chuyện này kể về một cặp đôi trẻ Martin và Antoine đến Việt Nam đi du lịch. Thì họ dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh để thăm gia đình của Martin. Thì sau một thời gian, anh bắt đầu cảm thấy là bị thu hút bởi một cái dòng nhạc hoàn toàn mới lạ, đó là Vina House. Thì tất cả mọi người ở Việt Nam chúng ta đều biết dòng nhạc này xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 90. Thì xuất phát điểm của cái dòng nhạc này là những bản nhạc Âu Mỹ. Sau đó thì sẽ được remix, phối lại làm sao cho cái tiết tấu, nhiệt độ nó đơn giản và tốc độ nó cao. Qua câu chuyện này thể hiện được một phần, đó chính là cái sự ảnh hưởng văn hóa qua lại giữa Việt Nam với thế giới nói chung và giữa hai nước Pháp và Việt Nam nói riêng. Triển lãm Non-Stop Vina House diễn ra từ ngày 7 đến 17 tháng 3 tại phòng triển lãm IDCAF 31 Thái Văn Lung, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.